cảm giác của mình rất là hối tiếc chứ và có một cái gì đó mình thấy mình có lỗi mình có lỗi với cây đàn này mình có lỗi với những cái năm tháng mình đã học miệt mài ở trên ghế nhà trường bây giờ mình bước qua một cái 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 nghề mới một cái lĩnh vực mới và khi tất tất nhiên là khi mình đã vào một cái lĩnh vực mới mình phải dồn sức dồn lực vào đó thì mình chắc chắn là mình sẽ phải sao nhãn nó ngày nào mình cũng có một cái sự hối tiếc một cái sự cái sự tiếc nuối nào đó nhưng mà mình Đức biết không? Không chỉ riêng lệ đâu mà tất cả thầy cô của khoa giao hưởng, thanh nhạc phím trường đại học nghệ thuật huế lúc bấy giờ ai cũng phản đối lệ, phản đối một cách kịch liệt, không muốn cho một cái học sinh học rất là tốt với cái đàn solo chạy qua học thanh nhạc. Cho nên khi mà lệ thi vào đại học thanh nhạc ở ở trường thì hầu như thầy cô nào cũng không chấm và phản đối kịch liệt đấy. Và may mắn rằng lệ đã đầu vết nha, đầu vết vào đại học thanh nhạc đồng một sự cam go vô cùng luôn lúc mà lại thi thanh nhạc là vừa hát mà vừa nước mắt chảy ròng 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 phải ngưng lại rất nhiều lần để mình tránh tránh an cảm xúc lại